chào ngày mới quý vị và các bạn. Khối khí lạnh đang di chuyển dần ra phía đông. Ở phía tây, vùng áp thấp nóng có điều kiện hoạt động trở lại. Trong hôm nay, mưa sẽ chỉ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc. Thời tiết chuyển tạnh giáo và thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây, nên nhiệt độ theo đó cũng sẽ tăng dần. Thời tiết toàn vùng sẽ khô ráo hơn, đôi lúc còn nắng yếu. Nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La do có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày có thể trên ngưỡng 24 độ. Tuy nhiên, với người dân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, trời vẫn rét đậm, đặc biệt là thời điểm về đêm. Độ ẩm cao tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm chậm sinh trưởng và gây hại với cây trồng còn non, làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhất là trâu, bò hay ngựa. Tiết trời như thế này sẽ khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV tại địa phương càng phải chặt chẽ và quyết liệt hơn. Vì thế, chính quyền các địa phương cần tăng cường khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp giữ ấm cơ thể, phòng chống rét hại cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là giữ gìn vệ sinh, tích cực có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV. Trở lại với các thông tin thời tiết, trong sáng sớm nay, mưa rào rải rác còn xảy ra tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng lượng mưa không nhiều. Từ hôm nay, đới gió Đông Bắc suy yếu, mưa giảm nhanh cũng khiến cho nền nhiệt tại Trung Bộ sẽ tăng đều từ 1 cho tới 2 độ. Nhiệt độ trưa chiều nay từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dừng lại trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời có mây thay đổi, mát mẻ trong thời điểm ban sớm và nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng từ 27 đến 30 độ, tăng dần từ Bắc vào Nam. Nơi có thời tiết nắng nhiều và tạnh giáo nhất trên cả nước trong hôm nay vẫn là khu vực phía Nam. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ, ở khoảng từ 27 cho tới 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Thậm chí một số nơi của miền Đông Nam Bộ còn tăng cao lên đến xấp xỉ 34 độ. Tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, người dân khu vực cũng cần hết sức lưu ý để có kế hoạch sử dụng nước trong sinh hoạt và sản xuất cho phù hợp. Còn về đêm và sáng, do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên trời vẫn lạnh tại vùng cao nguyên và mát mẻ với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam ở mức từ cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Còn với khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 cho tới 4 mét biển động. Bà con ngư dân có các kế hoạch ra khơi đánh bắt hải sản cần lưu ý. Như vậy là hôm nay miền Bắc sẽ ấm dần lên nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Trung Bộ mưa giảm, mức nhiệt tăng dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng nhiều, thời tiết khô ráo. Thưa quý vị, vào ngày mai, trường gió đông ẩm sẽ tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vì thế, du khách vẫn cần lưu ý và thận trọng khi di chuyển tại khu vực này. Tuy nhiên, sang đến ngày 12 và 13 tháng 2, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa và tăng nhiệt. Mưa rào chỉ còn xuất hiện vài nơi và trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trưa chiều trời giảm mây và hứng nắng ấm, tạo điều kiện hơn cho các hoạt động ngoài trời và du lịch diễn ra. Trong những ngày tới, thời tiết các tỉnh miền Trung nằm ở phía Bắc đèo Hải Vân cũng sẽ hửng nắng và trở nên ấm áp hơn vào ban ngày. Đêm về sáng trời chỉ còn lạnh. Riêng sáng sớm có sương mù có thể khiến cho tầm nhìn xa giảm nhẹ. Nhìn chung thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho du lịch. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, vào ngày mai những cơn mưa rào vẫn còn xuất hiện rải rác ở khu vực này. Trong ngày tiết trời vẫn khá dễ chịu với mức nhiệt dao động chủ yếu ở khoảng từ 20 cho tới 32 độ. Dự báo phải sang đến ngày 12 và 13 tháng 2 thì mưa mới giảm và trời có nắng đẹp. Nhiệt độ ngày đêm tiếp tục ổn định nên khá ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch diễn ra. Đến với vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục phổ biến ngày nắng và đêm hầu như không mưa. Thời điểm đêm khuya và sáng sớm trời còn lạnh và có nơi xuất hiện sương mù. Tuy nhiên, không khí lạnh suy yếu nên thời tiết Tây Nguyên sẽ có xu hướng tăng nhiệt nhẹ trong những ngày tới. Song, mức nhiệt cao nhất ngày vẫn chưa vượt quá ngưỡng 32 độ, nên bầu không khí còn tương đối mát mẻ và dễ chịu. Khác hẳn với các khu vực phía Bắc, thời tiết ở Nam Bộ hoàn toàn ổn định trong khoảng thời gian này và tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô, đó là đêm không mưa và ngày nắng. Đặc biệt là ban ngày trời có nắng mạnh, không khí nóng, khô và oi bức.
Trong đó, vào những ngày tới, nhiệt độ cả ban ngày và đêm đều tăng nhẹ, nên khi tham gia các hoạt động ngoài trời, quý vị lưu ý tránh ở quá lâu dưới trời nắng và thường xuyên uống nước để bảo vệ tốt sức khỏe khi du lịch. Trong thời tiết tạnh giáo như thế này, quý vị có thể tranh thủ ghé thăm Tây Ninh, một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nơi có tiết trời nắng giáo và không mưa trong khoảng 3 ngày tới. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở đây chủ yếu quanh mức là 34 độ vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Do đó, để đảm bảo chuyến đi được diễn ra suôn sẻ, quý vị có thể trang bị thêm cho mình ô, mũ, áo khoác giúp chống nắng trong suốt hành trình tham quan. Không quá nổi bật như những điểm đến khác ở Tây Ninh, nhưng suối Trúc nằm giữa bạt ngàn rừng trúc thiên nhiên vẫn được nhiều du khách tìm đến để thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ của suối Trúc, núi Cậu. Quang cảnh nơi đây vừa nên thơ lại vừa kỳ bí, với những điểm nhấn như là rừng đá được tạo nên từ những phiến đá hình gợn sóng và thác ba tầng khiến nhiều khách du lịch cảm thấy rất hứng thú khi chiêm ngưỡng. Đến với suối Trúc, du khách còn có thể thoải mái ngâm mình dưới hồ nước trong xanh hay là ngắm nhìn làn nước trắng xóa từ trên thác đổ xuống, tận hưởng bầu không khí trong lành, ắt hẳn đem đến cho quý vị cảm giác khỏe khoắn, dễ chịu khi đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên mát lành của nơi này. Bên cạnh những cảnh đẹp vốn có, Tây Ninh còn nổi tiếng với nghề sản xuất bánh tráng, một đặc sản nổi tiếng của tỉnh. Dạo quanh một vòng, quý vị sẽ có dịp tìm hiểu về các công đoạn, quy trình cho ra lò những chiếc bánh tráng phơi xương thơm ngon. Đặc biệt hơn cả là việc thưởng thức món bánh tráng cuốn thịt chấm mắm, nên đậm vị, hòa quyện cùng với vị ngon của nhiều loại rau rừng, nếm thử một lần là mãi nhớ.